Dạ, lâu lâu rồi mẹ. Chị Hai đi nướng bắp cho con ăn rồi đó. Dạ. Chị Hai ơi, hai là Trượt. Con ơi, chị Hai nướng bắp hả? Đúng rồi, đây chị Hai nướng bắp cho Trượt ăn nha. Dạ. Rồi con lấy chị Hai nướng bắp cho ăn nè. Dạ. Này, con nhờ nhé chị. Cảm ơn chị Hai ơi. Em gọi cho chị Hai nha. Nha, cảm ơn Chuột nha. Em không có chơi. Chuột đợi xíu hang tàn rồi chị Hai mới để bắp nướng được nha. Dạ, em để đó trốn cho chị Hai. Ừ. Mà nắng cho chị Hai. Ông để Hai thì sao? Rồi, chị Hai cảm ơn Chuột nha. Dạ, ông để em đó chút cho chị Hai. Chị gì? Chị Hai luôn đến lại em lại nha. Rồi, chị Hai nướng bắp nè Chuột ơi. Dạ đúng rồi chị Hai. Nay mẹ mua về chị Hai nướng cho Chuột ăn nha. Dạ em mẹ mua chị Hai. Ông tôi chết nè chị Hai. Chứ em rửa tay. Dạ em mới ăn nha chị Hai. Rửa tay sạch sẽ mới được ăn nha. Dạ. Dạ chị Hai. Chị rửa tay nướng cho chay. Vậy anh chủ định về câu. Nóng quá Chuột ơi, chị Hai lấy cái nướng lá cho Chuột quạt cho mát nè. Dạ chị Hai và chị. Để chị Hai trở lên để trái gốc lá nè. Bấm trứng đi rồi Hai. Chị Hai ơi. Gì Chuột? Bấm trứng đi rồi. Chơi trứng Chuột ơi, Chuột lại chơi xíu nữa đi nha. Dạ. Chơi ở bên. Dạ chứ em nè. Em cười tiếng. Hai ơi, cho trái lá hết rồi. Nhưng mà nó không có khác đâu Chuột. Dạ. Cái gì ha? Đất nè. Bắp làm đẹp quá trời ơi. Chuột ơi, bắp chín rồi, Chuột đi rửa tay rồi hai đồ ăn nha. Nãy giờ Chuột chơi dơ rồi đó. Xí bắp chín là chị Hai đem vô nhà cho Chuột ăn nha. Bắp chín là chị ơi. Chuột đi thay đồ rồi ra ăn nha, chứ nãy giờ Chuột chơi dơ rồi đó. Chuột nhớ rửa tay nữa nha. Không nha chị Hai ơi. Nó mỗi bắp đen. Chị Hai bỏ vô hào nha. Nó hào trứng nè chị Hai. Em hiểm đó hả? Đó là trứng hành trời chị Hai. Cái này nè. Chị Hai bỏ vô hào lên em nè. Chị em ăn. Được đợi xíu rồi chị Hai đem vô nhà rước mỡ hành ăn nha Chuột. Dạ chị ơi. Cái mềm đó nè. Chị Hai ơi. Chính rồi để chị Hai gấp ra nha Chuột. Cái này bị. Ăn nói chị Hai ơi. Rồi giờ mình đi vô nhà ăn nha Chuột. Dạ. Hai bưng vô nè. Hả? Ai nói rồi thì đâu chú ơi. Đây là chị luôn rồi. Tụi cho mình lại. Bập trái. Hai này. Hai cái này nữa. Tụi cho ông nạ nè. Cái bà nạ là nói chị Hai. Đúng rồi đó Chuột. Để chị Hai lưới lên bắp cho Chuột cạp nha. Dạ. Chị Hai bỏ ra hình cho ra em. Em thôi nè. Em mất chị Hai ơi. Em ăn ăn chị ạ. Là chú anh bắp cái cuột. À bước bỏ hành. Rồi nói cho chú ơi. Ở chú anh lấy cuột ra. Chị cực rồi. Hảm này kìa, vậy sao? Chị Hai hỏi. Lê, chị Hai hỏi cho em nha. Dạ. Thôi ngủ rồi, Chuột ăn đi. Cho cho nóng nữa, đầm nóng nữa. Nóng nữa nè kìa. Chị Hai ăn nha. Bắp mềm ngon quá Chuột ơi. Bắp mềm nướng nó rất là thơm nè. Có mỡ hành vô nữa là quá tuyệt vời luôn. Quá mày mốt mình nói mẹ mình mua cho mình ăn nó nha Chuột. Dạ chị Hai. Ông cho hết nữa. Chị Hai. Bắp và trái luôn. Hát bao nữa.
dưới đi. Bé ăn nha chị hai. Chị tâm mà nhảy nữa. Chị ăn bé đó chị hai. Trời ơi. Gì chuột? Ăn mày rồi quá. Lúc ngoài ngoài ngủ chưa rồi chuột? Tối nay ăn lại vậy anh. Giờ ăn lại ăn như vậy thôi. Chuột bị bắt đó, chút xíu về bà ngoại. Ngoại dậy thì ăn nha chuột. Dạ chị hai. Không mất nữa hàng nữa nè. Để ăn nha chị hai ơi. Đây ra chị ơi. Cô ăn nè. Chị ơi. Cô ăn nhanh lên đi. Chị ai ăn sức không rồi nè. Ăn chuẩn bị. Cái này nãy là nó mẹ nha. Ăn nè. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Mấy em nhỏ. Em nhỏ rồi. Bye bye. Bye bye chú. Là mẹ cho chú thằng con rồi. Bye bye.